Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang đi đến đường sương mù. Mù luôn, mù mịt luôn. Thì xe ô tô đằng trước tít kia. Thành phố Mở Sương này. Đấy, là xe ô tô nhà mình. Mình đang đi xe ô tô của ông. Đây là ông ngoại, bà ngoại, bà nội. Ông nội thì đi xe của mình rồi. Có mẹ mình. Bố mình chưa có xe. Thành phố sương mù đấy. Rẽ trái về hướng đường Điện Biên Phủ. Và bây giờ ông mình sẽ đưa mình đi Sapa. Ban Sa Pang. Ban Sa Pang. Dậy từ tối hôm qua rồi. Thế con quay chỗ nâng chỗ chỗ hoa này đấy. Mình đi cái này rồi nha các bạn. Mình đi ra đây rồi nhưng mà bố mình sợ quá, bố mình quay lại cho nên mình đã chưa được đi ra đây. Và 100m nữa các sẽ bạn phải... thông cảm. Các bạn thông cảm. Các bạn thông cảm với mình nhé. Mình đã được đi ra đây. Chưa bà? Mình đi rồi. Mình đi rồi các bạn ơi. Mình hiểu nhầm. Trông ngoài đi. Mình đi rồi. Bác sĩ băng mình đi rồi. Chắc lên đây mình lại lạnh cóng như hôm qua mất. Cố lên Nhi ơi, lại phải leo 100 cây nữa rồi Nhi ơi. Xe bố mình đây này. À mẹ mình đây này. Bố với chồng mẹ thì khác gì nhau? Ờ ha. Có khác tí nào đâu. Bố bảo là không dùng chung. Xe của anh ấy dùng. Bố chỉ lái hộ thôi. Con nhún nhún này, mấy con nhún nhún này này. Này nhún rất đẹp. Thôi mình tóc nha mọi người. Chốc chốc nữa lên đến nha. Khác kia. Cô khác lại được. À con quay cái cảnh này. Đây mà sẽ mấy phút rồi con? 3, thoải mái đi con. Đây là nhà ga để lên đi lên Pakistan. Mù chứ các bạn. Mình đưa các bạn vào nhà ga nha. Mình đưa các bạn vào nhà ga nha. Bà ơi bà cầm để con đeo găng tay. Bà che mà thích nữa. Nào nói đi. Mình sẽ đeo găng tay nha mọi người. Sau lên đến khắp kia là cống lạnh luôn. Kẹt. Này vào đây. Ôi à. Ấm quá, ấm áp quá. Chủ điểm mùa đông. Này cho đi sớm tí nữa đi và mi phải sướng không? Quyết định đi muộn quá. Đây giống à? Bà này. Đi con nói đi. Bây giờ mình sẽ đi lên nhà ga, đi vào nhà ga để đi lên Pasipang. Này. Này, quay nhà ga đi. Hay bà tắt thì còn 3 phút nữa. Đến 7 phút thì dừng nhé. Nhìn nữa 07 là dừng nhé. 017. Các bạn ơi, mình đi vào đây rồi nha các bạn. Hôm nay... Ông nội mình đây rồi. Đây là mẹ mình đây. Đã có cái ô nào. Để ở đây chúng mày đúng hết cả. Bà ơi, nội cho ăn cái mũ.
lên đây. Bà, đội cho con cái mũ. Đã không bẩy đâu. Tắt đi để quay clip thứ hai. Đây là toàn cảnh nhà ga. Nhà ga ở lên Pasipang nhá. Đấy, ông Phong này. À, ông Phong đi đôi giày thể thao bây giờ. Đây ông Định này. Bà My này. Bà Sam này. Bà Sam này. Trong nữa mình qua đi đến nơi thì mình sẽ quay cho các bạn nha.